Mặc dù nó là một cái dòng sản phẩm rất là hiệu quả, nhưng mà trên thị trường hiện tại nó xuất hiện rất là nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Vậy thì chúng ta kiểm tra hàng giả, nhái, kém chất lượng như thế nào? Thì chúng ta hãy xem cái đoạn video này để chúng ta biết cách nhé. Thì ở trên mỗi một cái hộp kim ngân sang nó đều có một cái tem, cái này người ta gọi là tem cào. Thì chúng ta sẽ chọn tin theo cái cú pháp là AH dấu cách mã cào gửi 7039. Chúng ta phải cào cái tem này ra, nó hiện ra cái dãy số. Sau đấy chúng ta soạn tin theo cú pháp AH dấu cách mã cào gửi 7039 thì hệ thống nó sẽ trả về cho chúng ta là sản phẩm chính hãng. Chúc mừng bạn đã mua đúng sản phẩm chính hãng. Thì như vậy chúng ta mới nhận hàng và mới thanh toán tiền các anh chị nhé. Các anh chị mua ở đâu không biết, nhưng mua ở đây thì chắc chắn bên em sẽ hỗ trợ cho mình cào tem đầy đủ, xác thực đầy đủ rồi chúng ta mới nhận. Thì như vậy thì nó mới đảm bảo cho chúng ta. Và chúng ta mua ở đâu cũng vậy, chúng ta cần phải yêu cầu cho chúng ta cào tem để kiểm tra các anh chị nhé. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái mã vạch để chúng ta quét. Chúng ta có thể đao phần mềm iCheck về để chúng ta quét nhé. Đây này, chúng ta đao về chúng ta quét. Sau đấy chúng ta đưa vào thì cái này nó là cái phần mềm để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đấy, thì nó ghi là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Đấy, thì đó là một số những cái cách thức kiểm tra. Ngoài ra thì ở trên cái hộp nó sẽ được bao bọc bởi một cái lớp màng co rất là chắc chắn như thế này để đảm bảo là chúng ta mua đúng hàng các anh chị nhé. Thì cái sản phẩm này nó là chiết xuất từ thiên nhiên, rất là hiệu quả. Tuy nhiên sử dụng sản phẩm nào cũng vậy, chúng ta nên sử dụng đúng đủ liệu trình từ 2 đến 3 tháng để mang lại cái hiệu quả cao nhất các anh chị nhé. Được cái nó hàng thiên nhiên, cái ưu điểm nó hấp thu vào cơ thể của chúng ta từ từ, nhưng mà được cái nó hiệu quả rất là lâu dài và ngăn ngừa cái hiện tượng tái phát các anh chị nhé. Thì cái sản phẩm này á, thì đã được Bộ Y tế cấp phép đầy đủ rồi. Đấy, đây này, giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm này. Đây là chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta sử dụng, đảm bảo độ an toàn, uy tín cho chúng ta nhé. Thì nếu mà các anh chị và các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về cái sản phẩm này thì chúng ta đừng ngần ngại gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em theo số 0899929233 để em tư vấn kỹ hơn cho các anh chị và các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh Sức khỏe người Việt nhé. Xin chào mọi người ạ.